Xin chào các bạn. Hôm nay mình chỉ chào các bạn đây gốc cây sung to, dâm gốc cây sung cực lớn. Mấy bữa trước ở trong nhà cùng với mấy cành mai, đấy, mình đã cho ra ngoài được tuần này. Đấy, các bạn nhìn lá hiện tại nó đã già rộng cứng cáp hơn rất là nhiều. Hoành như nó phải lên 40, trên 40 các bạn. Cái cây này thì là chắc chắn là rễ và sống rồi. Cái sung các bạn. Bây giờ mình dẫn các bạn ra xem mấy cành mai nhé. Đây các bạn này, mấy cành mai. Đấy, giờ lên rất là tốt. Cái mình tưới vừa rồi cách đây 3 hôm là mình đã tưới Antonic cho nó để dưỡng cây và tiếp tục chăm sóc cho cây. Với cái màu lá này và sức sống như thế này thì mình nghĩ là những cây này hiện tại chắc chắn là có rễ rồi đấy. Màu lá xanh rất đẹp này. Đây là mình cái cành sung mình tiếp tục mới dâm được 1 tuần nay các bạn nhìn. Và các bạn mình dâm cành sung mình dâm bằng nước bùn bùn ao. Đấy, bùn ao nó không chua, nó rất là mát nên để cành sung 1 tuần nay nhìn vẫn còn tươi lắm. Đây các bạn nhìn rất là nhiều quả nhưng mình vặt hết đi đấy. Mình chặt cành xuống rất là nhiều quả mình dâm đấy. Đây là mấy cành túc. Cành túc này thì là mình cành túc bé mình chiết. Nhưng mà thích nhất là những cây mai. Bạn nhìn thấy nó có đẹp không?
cây sung nhỏ hơn, mình dâm cùng với gốc cây to bự mình tỉa ra đây. Cành này mình dâm cùng với cành to cực lớn đấy, mình cũng đã đánh tỉa ra đây mình dâm, bây giờ cũng rất là khỏe rồi. Đó, các bạn đấy. Thì chung mình chiết này các bạn, này đã là rễ này, các bạn nhìn rễ là đen này. Hôm nay mình vẫn chưa cắt được, chắc là vài hôm nữa này mình mới cắt được cái cây này. Cây này trồng giờ là vô tư rồi, nhưng mà nó chưa có quả, không biết là chiết ra này thì nó có nhanh có quả không. Các bạn xem mà tư vấn giúp mình nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn, xin cảm ơn các bạn.